Xin chào các anh em. Và ngày hôm nay thì trong buổi sáng ngày mùng 3 tháng 4 và mùng 3 tháng 3 âm, mình rất may mắn khi chú Tiến sao tận nơi để trải nghiệm cái chất âm của bộ combo và cặp loa VK1204. Hiện tại chú Tiến chú đang xem cái hình thức cũng như là đang chúng em đang mở bản nhạc của chú nghe thử đây. Các em có thể nhìn thấy với con đẩy Dynamics này, bộ mic VK321 này và cặp loa VK1204. Chú Tiến chia sẻ cho anh em đam mê âm thanh. Đây, hôm nay thì chú Tiến chú đã trải nghiệm trực tiếp tại Zika Audio. Và các anh em mình có thời gian thì chúng em cũng vinh hạnh và xin mời các anh em đến tận nơi trải nghiệm chú Tiến đây với cấu hình combo cặp loa cây rất là đẹp như thế này ạ. Để tiếp tục là mời các anh em chúng ta cùng thưởng thức cái chất âm cũng như chú Tiến. Đây, hình thức chú xem qua đấy, đây dòng này nó là chiều cao của nó là 125 từ dưới lên. Nếu như mình mà để hợp thì cái cặp này giống như là nó sẽ là mình mà chơi bộ này cái lô này vào thì là đẹp lắm. 23, 25 thì chú thích nghe điều bass rồi tăng bass lên là chú lên. Buổi sáng thì bên em đi ship một bộ loa VK1204 sang bên Âu Cơ Hà Nội sang lắp đặt cho chú Tiến và chú lấy theo con D5S và bác khách cũng đến trực tiếp. Vâng, mời chú vào trong nhà. Vâng, chú đến trực tiếp 133 phố Trường Lâm để nghe trải nghiệm những bộ karaoke gia đình và một địa chỉ rất là quen thuộc của anh em trên mọi miền Tổ quốc. Và trời ngày hôm nay rất là nắng nhưng vẫn se se lạnh, trời Hà Nội nắng rất to nhưng rất có một chút gì đó se. Trong thời tiết này mà chúng ta nghe nhạc và hát karaoke ở không gian phòng gia đình thì không còn gì phải nghĩ đâu ạ. Đó, combo LAM 1204, bác khách bác cũng vừa vào bên trong. Thời gian này thì với nhu cầu yêu âm nhạc trên mọi miền Tổ quốc tăng cao thì rất nhiều khách hàng đã đến trực tiếp 133 phố Trường Lâm để xem cũng như trải nghiệm thực tế những combo karaoke gia đình. Có bác chọn loa cây, có bác chọn loa thùng, có bác chọn loa full thì rất nhiều sự lựa chọn bên Zika Audio với nhiều phân khúc giá